70k cộng với 3.000 tiền ship là 100. 7 lít, 70k, 100 cái. Cái gì, cái nem muối là sao? Cái muối là sao? Cái để nem muối là nếu mà mua 2 cái là hết 90.000, hết 100.000 là một ship. Được không? Trên mạng mà cuối cùng ra là ship mua 2 lần. Nhưng mà ship vẫn đầy có 20 cái à? Em mua 4 cái 100.000 miễn ship đó, 99.000 miễn ship đó. Để đi cho về quên hỏi thì chứ không em ra đây mua mẹ đi, đơn giản quá đi mua thì mẹ có hỏi gì trên mạng ấy, thì nó cái nó làm chưa đây chỉ mua trên mạng hả? Đang nói chuyện với chị này đang ở trên mạng có hai còn gì không mẹ không? Còn gì ơi? Sao lại em không thích treo? Ủa em không cái này không có, em chỉ có cái nắp cầm trên thôi, không có treo. À thì cái quảng cáo thì nó có cái móc lên không tùy theo chỗ. Đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.